Linh kiện 3M xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn chiếc kìm cắt chuốt dây Win này. Đây chính là chiếc kìm của chúng ta. Sau đây mình sẽ mở ra review cho các bạn xem này. Chiếc kìm này có kích thước rất là nhỏ gọn này, chỉ khoảng hơn 10cm này. Đây là vị trí để tuốt dây điện này, đây là vị trí để cắt dây điện này. Các bạn có thể tuốt được dây, các bạn có thể tuốt được dây từ 0.65 đến 2.6mm. Đây là vị trí các bạn có thể điều chỉnh cái kích thước để tuốt dây điện này. Đây các bạn điều chỉnh lên xuống để thay đổi kích thước dây điện của tuốt này. Các bạn đẩy trên cao này để tuốt dây điện kích thước to này, kéo dưới này để điều chỉnh tuốt kích thước nhỏ này. Sau các bạn khóa lại, nếu các bạn chọn vừa kích thước dây cần tuốt các bạn khóa vào bên trong. Sau đây mình sẽ tuốt thử một đoạn dây điện cho các bạn xem. Đây mình sẽ tuốt thử một đoạn dây điện. Các bạn thấy mình tuốt rất dễ dàng với chiếc kìm Win này. Đây mình sẽ test chức năng cắt của chiếc kìm này. Đây kéo rất là sắc, kìm này rất là sắc này. Chiếc kìm này thì được mạ một lớp sơn chống han rỉ trong quá trình sử dụng này, và tay cầm bằng nhựa này, giúp các bạn cầm nắm chắc mà không bị trơn trượt trong quá trình tuốt dây điện này. Chiếc kìm này rất là nhỏ gọn này, rất tiện dụng cho các bạn mang theo và hay di chuyển này. Vừa rồi mình đã giới thiệu đến các bạn chiếc kìm cắt tuốt dây điện Win này. Các bạn có thể bấm vào link ở dưới video để xem chi tiết sản phẩm này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.